Xin chào anh Đặng Xuân Quyết, anh Hồ Thanh Long, anh Sa Hiếu Rân và xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay em test hàng cho anh ba anh, bao gồm thứ nhất là một bộ hai mic màu đen, một mạch thu dành cho hai mic, một mạch chống hú. Thì ok, thì đầu tiên em sẽ test cho anh Hồ Thanh Long ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh có đặt hàng bên em là một cái mạch chống hú. Ok. Đây ạ, thì đây là cái mạch chống hú. Thì đầu tiên em nói qua cho cách là đấu nối là đơn giản nhất. Thì bên em sẽ đi kèm thêm một cái jack 4 chân đây. Thì cái jack 4 chân đây thì bên em đã nối đây ạ. Chúng ta cắm như thế này. Ok, thì mặt sau nó sẽ có những chữ ký hiệu. Thì đây, thì đầu tiên các bạn cứ kết nối như thế này. Có nghĩa là đây là cái jack 3. Jack 3. Các bạn cắm vào cái mạch thu của mic, đúng không ạ? Mạch thu của mic. Và cái mạch thu, mạch chống hú này chỉ sử dụng được mic không dây nhé. Thì cái kết nối rất đơn giản thôi. Thì ở trên cái mạch mic đây, nó có chữ out GND 5V. Và ở trên cái mạch chống hú này cũng thế, cũng có in out GND 12V. Thì bắt đầu từ chữ in, từ trái, em nói từ trái qua đây, từ trái qua nhá. In có nghĩa là đầu vào của từ mic. Mic mạch mic đưa vào in. Ở đây. Có nghĩa là chúng ta đấu vào cái chân in của mạch chống hú và từ chân out của mạch mic sang mạch in, sang chân in của mạch chống hú. Và chân out có nghĩa là mạch đã xử lý chống hú xong, cắt hú xong, đưa vào cái lỗ cắm mic. Thì chẳng hạn, thì bây giờ đây các bạn, cái chân out, các bạn đấu một chân của dương của jack 6 ly đuôi chuột. Ok, và tiếp tục thì cái chân GND thì ở trên mạch mạch thu mic cũng chân GND, thì các bạn cũng kết nối là mát. Đây các bạn hàn tất luôn, cái hàn tất cả chân mát, ba chân mát, chân GND của mạch, GND của mạch thu mic và GND của jack vào chung một chân. Và chân nguồn của mạch chống hú và mạch mic thì cũng hàn chung một chân. Có thế thôi, rất đơn giản, cách kết nối rất đơn giản luôn. Gọi là từ out của mạch thu mic vào chân in của mạch chống hú, out của mạch chống hú đi ra jack 6 ly để cắm, chúng ta cắm vào trong này. Và cái nguồn thì chúng ta kết nối bằng nguồn 12V để dùng cho hai mạch luôn. Ok, thì bây giờ em sẽ kết nối để chúng ta test cái mạch thu của anh Hồ Thanh Long trước. Bây giờ em sẽ cấp nguồn. Ok. Ok, thì như vậy là màn hình LED trên mic đã sáng. Và đồng nghĩa với đấy là màn hình LED trên mạch đã sáng, thì là mic đã nhận và bây giờ đã xử lý qua mạch chống hú đây. Bây giờ em sẽ alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Ok, thì cái mạch đối với cái mạch chống hú này đó thì nó chỉ cắt được khoảng tầm 60-70% thôi, chứ nó không cắt được khoảng nhiều hơn như những cái mạch, như những cái bộ chống hú khác của bên mình đang bán là bộ feedback, thì nó chỉ cắt được khoảng tầm 60-70% cho cái mạch này. Ok, thì bây giờ em sẽ không cho đi qua mạch chống hú nữa, em cho đi thẳng từ mạch mic vào mạch loa kéo xem các bạn cảm nhận xem không. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 107 108
Ok, thì bây giờ em sẽ cho đi qua mạch chống lũ. Ok, thì như vậy thì cái mạch chống vũ của anh đã hoạt động rất tốt. Và bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu lên mạch để gửi hàng cho anh. Thì cái cách kết nối đơn giản thôi, cái mặt sau đây thì cái cắp giắc cắm ở đây 4 chân. Thì em đã nối qua mạch cái cách kết nối rồi, rất đơn giản luôn. Có nghĩa là chỉ những ai chỉ cần biết sơ sơ về điện tử thì cũng có thể là kết nối được. Ok, đây là ký hiệu trên mạch của anh. Ở bên mình, nhà sản xuất gửi thêm đi kèm tới cái giắc 4 chân thì bên mình sẽ gửi kèm luôn giắc 4 chân để các bạn kết nối từ mic không dây hay là âm ly. Ok, và tiếp tục em sẽ test hàng cho anh Sa Hữu Dân ở Yên Bái. Anh có đặt hàng bên em là cái mạch thu dành cho hai mic. Thì bây giờ em sẽ kết nối để mạch kéo để em test hàng cho anh. Giá mạch thu dành cho hai mic này là 145.000. Nếu bạn nào có nhu cầu mua hàng thì xin hãy truy cập vào linh kiện 89.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại Zalo trên tiêu đề video. Ok, thì như vậy là hai màn hình LED ở mic đã sáng, và đồng nghĩa với đấy là hai bóng đèn LED trên mạch cũng đã sáng. Bây giờ em sẽ tắt một mic đi để test hàng cho anh. Ok, như vậy là một mic hoạt động rất tốt. Tiếp tục em sẽ test mic còn lại. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, và như vậy là khi mạch thu dành cho hai mic của anh đã hoạt động rất tốt. Bây giờ sẽ đánh dấu ký hiệu với hàng cho anh luôn. Ok, đây là ký hiệu trên mạch thu của anh. Và tiếp tục em test hàng cho anh Đăng Xuân Quyết ở Nam Định. Anh có đặt hàng bên em là cái bộ hai mic màu đen, hai cây anten dành cho mic không dây và mạch thu và giắc kết nối đi kèm. Ok, bây giờ em sẽ kết nối mạch loa kéo để kết hàng cho anh luôn. Ok, như vậy là màn hình LED trên mic đã sáng, và đồng nghĩa với đấy là hai bóng đèn LED đã sáng. Em sẽ tắt một mic đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, và như vậy là một mic hoạt động rất tốt. Tiếp tục em test mic 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, và như vậy là hai mic đã hoạt động rất tốt. Bây giờ em sẽ đánh dấu tín hiệu lên mạch và lên mic dưới hàng dây. Okay, đây là ký hiệu trên hai mic của anh, và đây là ký hiệu trên mạch thu. Vâng, và xin cảm ơn ba anh đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Xin chúc ba anh luôn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video test hàng tiếp. Chào tạm biệt.